Mọi người mà đang xem clip này thì đây chính là clip 360 độ. Nếu xem ở trên YouTube thì YouTube cũng đã hỗ trợ rồi, hỗ trợ để xem những cái clip 360 độ. Mọi người có thể nắp điện thoại hoặc là dùng tay để search cảm ứng, hoặc là nếu xem trên máy tính có thể dùng chuột để di xung quanh. Đây là khu vườn ở trên tầng 5 của nhà mình. Và mình đang thử. Hôm nay thì thời tiết nó không được nắng, khả năng ảnh ra nó sẽ không được đẹp lắm. Nhưng mà vẫn có những cái ánh sáng nó hơn ở dưới phòng rất nhiều. Tiện thể thì mình muốn giới thiệu một cái sản phẩm bên mình mới làm, đó là cái sản phẩm Q1 K-Cam. Sản phẩm này nó có cái sự đặc biệt về thiết kế, đó là rất là nhỏ gọn, và ở Việt Nam hình như cái design này cũng chưa có ai làm cả. Và những cái tính năng cơ bản nhất, hiện đại nhất thì đối với cái nhu cầu phần lớn của khách hàng ở thị trường Việt Nam là Wi-Fi và GPS, hiển thị tốc độ thì đều có sẵn và tích hợp. Và đặc biệt sản phẩm của nó chỉ là 2 triệu thôi, 1.990.000, đã bao gồm một thẻ nhớ 32GB của Redata Đài Loan. Đây là Q1 K-Cam. Sản phẩm rất là đẹp. Thực ra có vài clip mà anh em cũng đã review sản phẩm này rồi. Thì nó là một cái thiết kế rất là đặc biệt và rất ấn tượng. Và mình nghĩ rằng nó khách hàng hay là anh em nội thất ô tô sẽ rất là dễ tư vấn. Bởi vì nó rất là bắt mắt. Đầu tiên nó bắt mắt thì khách hàng người ta sẽ hỏi. Và mình rất là dễ tư vấn nếu mà người ta đang có một cái nhu cầu về một chiếc camera hành trình nhỏ gọn để đặt trong khoang xe như thế này. Rất nhỏ gọn. Và đặc biệt nó dùng cái mao, cái miếng hút của lâm châm để dính. Cho nên là mình có thể rất dễ dàng có thể đỗ xe xong rút máy ra cất đi. Đấy, rất tiện lợi. Hoặc là chúng ta muốn quay vào trong khoang xe thì chúng ta chỉ cần đơn giản quay như này thôi. Nó không bị mất nguồn. Đó, rất đơn giản. Đó. Rất là nhỏ gọn. Và trên này nó có 2 nấc để chúng ta chỉnh cái góc nhìn ở mặt cabo, có thể lấy được phần lớn cái mặt đầu cabo của xe. Nhiều người ta thích phải ghi chọn những cái hình ảnh như vậy. Đấy, còn cái miếng dán này, nếu mà quý vị mà băn khoăn mà nói là miếng dán mà khi muốn thay đổi vị trí nó khó, hoặc là khi mà muốn tháo ra thì nó sẽ bị để lại một cái lớp keo rất là khó tẩy rửa, thì ở trong sản phẩm này thì đã đi kèm thêm, thứ nhất là một miếng dán sơ cua khách có thể thay đổi vị trí, và cái này thực ra cũng dễ kiếm thôi. Thứ hai là cái miếng này quý khách có thể cắt ra làm 2 hoặc 3 lần dán được. Đây là một cái giấy bóng, nó như là cái giấy bóng dán đè, nên mà khi mà quý khách đi đăng kiểm ấy, những cái tem của đăng kiểm ấy, thì nó rất là sạch. Chúng ta sẽ dán cái này lên kính lái trước, sau đó chúng ta dính 3M lên như thế này. Thì sau này chúng ta muốn bóc ra, chúng ta chỉ cần bóc miếng dán này ra là tất cả đều đi theo. Rất là sạch sẽ và rất dễ bóc. Và khi dán thì nó lại là rất là chắc chắn. Đó là sơ qua về sản phẩm Q1 K-Cam. Anh em có thể tìm thêm rất nhiều thông tin trên cái trang YouTube hoặc là những trang web của anh em. Ở trong này thì ở đây là cái cổng USB và khe thẻ nhớ. Bởi vì họ đã thiết kế nhắm mục tiêu chính là gọn gàng, cho nên họ làm rất là gọn. Màn hình cũng nhỏ gọn đủ để xem. Chúng ta có thể xoay